Đây, đây kêu kêu rất to. Trên tay mình là thiết bị dò D1 Dotcom, thiết bị có khả năng dò, camera ẩn, định vị ẩn, ghi âm, nghe lén. Các thiết bị ẩn truyền sóng không dây và có dây. Để test khả năng dò, chúng ta cần khởi động thiết bị bằng cách ấn giữ nút này 3 giây. Bây giờ mình sẽ bật nguồn cho thiết bị ẩn và test tính năng dò sóng của thiết bị D1 nhá. Và đây chúng ta đến với các dòng thiết bị định vị không dây, sẽ bao gồm 3 con. Ở đây thì có 2 bản là sẽ là bản có ghi âm và 1 bản là sẽ là không có ghi âm. Vậy thì mình sẽ thử với dòng có ghi âm trước nhá. Vừa rồi là 2 con của bản có ghi âm. Tiếp theo đấy là sẽ là dòng thiết bị định vị không có ghi âm, không dây. Và cuối cùng là thiết bị định vị có dây. Camera mini 4G dùng pin. Camera mini 4G dùng pin kẹp báo. Camera ẩn phát wifi. Camera ẩn ngụy trang củ sạc. Camera dùng pin. Như vậy là mình đã vừa test khả năng dò các thiết bị ẩn của thiết bị D1 Dotcom. Đây là thiết bị dò các thiết bị ẩn hàng đầu được phát triển bởi Dotcom. Thiết bị là giải pháp bảo vệ quyền riêng tư, giúp cuộc sống của bạn và gia đình an toàn hơn bao giờ hết. Follow mình để tìm hiểu những thông tin và sản phẩm thú vị trong tương lai nhé.